Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây linh sam đao điểm được vô trong cái lưu lưu cổ nha cả nhà. Lưu này rất là chắc luôn. Linh sam rin Ninh Thuận, cái phần gốc là gốc rin Ninh Thuận nha, còn phần này là phần linh sam đao điểm đã ghép rất là lâu rồi, cốt cành bằng cái ngón cái luôn rồi, ngón chân cái luôn rồi. Còn này là lũ rin ở phần này là phần lũ lũ rin của cây luôn. Còn thân sống này, thân sống còn ở đây, nó vô trong này nó được set up vào trong cái lưu này nha. Rồi cây này thì có mã số là 213. Cái hòn gốc ngay chỗ cái thân chính đây nè, cái hòn gốc chỗ thân đây nè, đó, nhà vườn đo được là 24 nha. Chiều phóng mà từ trên cái đỉnh này xuống dưới cái ngọn này, ngọn này là 80. Cái lưu này có cái miệng đường kính lọt lòng là 22. Chiều cao của cái lưu này là 45 nha. Này thì phong cách cây quái nha cả nhà, rất là quái luôn. Cây này thì nhà mình nếu mà ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0944705537. Phong cách rất là quái nha. Này nó giống như là con nhện nhện vậy. Nhện nhện mà nó đu vô trong cái lưu vậy. Rất là đẹp. Nhìn rất là cổ và quái nha. Hoặc là quái thú. Quái thú bám vào trên cái lưu này. Rất là đẹp. Rồi, để xong quay một vòng cho khán giả mình xem. Rất là quái luôn cả nhà. Cây thì cũng khá là già rồi. Rồi mình xem ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn ủng hộ luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây mai rừng quái VIP luôn nha. Cây này đã sống khỏe lâu rồi. Cái này thì nhà vườn tính ghép giống khác vô. Giống mai miền Nam vô. Nhưng mà chưa có thời gian ghép nữa. Bây giờ mình đó, tay nuôi nè. Rễ thì nó quá khỏe rồi. Đó. Rễ nào cũng quái hết á. Nè, quái nè. Siêu quái luôn. Co lên tới đây luôn đó nha. Mai này mai rừng nha cả nhà. Mai này thì lá nó hơi nhỏ thì chắc chắn là bông nó sẽ nhỏ rồi. Nếu mà mình muốn VIP là mình ghép mai hò lớn vô. Rồi cây này thì có cái hòn chỗ đây là 18 nha. Hòn ở đây là 18 nè. Cây cao mà tính từ mặt chậu lên trên cái đầu chính đây nè là 45. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 45. Chậu này thì chậu cũng đang lành tít nha. Nhưng mà gửi đi thì nó cũng phức tạp. Nếu mà ai giao lưu chậu thì mình tính luôn chậu, còn không thì mình sẽ rút chậu nha. Cái này thì rút vô tư thoải mái. Này nó đã thuần lâu rồi, siêu VIP luôn, không có cây thứ hai nha cả nhà. Co thì bao quái rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.
Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ cóc quái luôn nha. Dán vòng cung rừng trên thân. Cái này là mình sẽ demo sau này là mình cứ ghép, mình áp cốc thái á, mình ghép cốc thái vô, mình làm cái rừng trên thân rất là đẹp luôn. Đó, có hai cái cung luôn nha, cung này và cung dưới luôn. Đó, mình cứ áp vô đây dựng rừng, áp vô đây dựng rừng, áp vô đây dựng rừng. Đó, mình cứ dựng rừng theo là ok luôn nha. Cái phần này là phần đầu này, nhưng mình có thể mình trồng luôn cũng được. Mình nó cũng ra rễ luôn nha. Phần này phần phần rễ này. Đó, còn nói chung là mình cốc chua này thì mình có thể mình ghép được, ghép rễ được và ghép cành đều được hết nha. Ghép cốc thái là ok luôn. Rồi, cây này nó cũng ngậm đá đó nha. Này, ngậm một số đá nè. 1, 2, viên này thì gỡ ra rồi. Rồi, cây này có mã số là 156. Cái hòn gốc ở thân chính đây nè là 116. Chiều rộng mà từ đầu bên này mà qua bên đầu bên này là 170, là 1m7 cả nha. Chiều cao mà từ mặt đất lên trên cái vòng cung này là 125. Cái này mà mình demo rừng trên thân là tuyệt vời luôn đó nha. Đó, mình cứ nuôi nó ok rồi, bắt đầu là mình cứ ghép áp vô là được. Ghép áp rừng lên thân là tuyệt vời luôn. Theo cái demo rừng trên thân là tuyệt vời. Này, thân xù xì lên nu luôn nha. Lên nu da luôn. Rất là khủng. Đây. Da này. Da giống như da voi luôn đó nha. Nu quái nè. Cái này nhà vườn do hai cái rễ này nó tách ra, nhà vườn bó lại để cho nó xét lại cho nó cứng cái nha, chứ để nó dễ bị gãy. Hai cái vòng cung này, này, da này. Lên da, da dòi, da cá sấu luôn. Rất là khủng. Cái này demo rừng trên thân là tuyệt vời rồi. Rồi cái này nếu mà nhà mà mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0944 705 537 là gặp bà xã của Sơn nha. Còn không thì mình liên hệ với em trai là Bonsai Kim Sang 0166 369 169 369 nha. Còn Sơn thì vẫn liên hệ được với số cũ là 0911 470 409. Tại vì Sơn là Sơn hay đi làm ở xa cho nên là hay vô trong cái vùng mắc sóng á, nên là nhiều khi cũng không liên hệ được với Sơn á, cho nên là liên hệ với bà xã của Sơn là trực tiếp ở nhà thì nó dễ liên hệ hơn. Đi con đen hả? Thái. Quái vòng cung quýt luôn nha. Đó, ví dụ mấy cái này sau này á nó bao da lại là mình cứ ghép áp vô luôn cũng được, không sao. Ngậm đá này. Cái này là liền luôn nha. Liền nguyên bể luôn. Rừng trên thân. Quái nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một lô bằng lăng tím lá nhỏ tông cao công trình luôn nha. Cái cây kia cao nhất cỡ tầm tầm 3m đó nha. Rồi nó đổ xuống cỡ tầm 2m. Đó, tầm 2m đều 2m, 2m rưỡi. Nhà vườn có cung cấp số lượng luôn nha. Nhà mình lấy lẻ thì nó có cái giá lẻ, còn mình lấy sỉ thì có giá sỉ nha. Giá sỉ thì tương đối rẻ luôn. Còn lẻ thì do cái chi phí mình đóng đi á, một kiện thì nó rất là cao. Nên nếu mà mình được mình lấy sỉ thì giá rất là mềm. Đây. Cây này ba thân trung cốt form thiên nhiên, chi tàn green luôn. Nè, chi dâm này. Rất là già luôn. Đó, rồi
Rồi, cây thứ nhất đi, mình cho cây này là cây thứ nhất đi. Cây ba thân này, cây này cao có tầm 1m6. Và mình tính từ mặt đất thôi nha, chứ còn mình cái phần chôn thì mình khỏi tính đi. Rồi nếu mình ưng ý cây nào thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Đây, cây này cũng một cốt, hai thân. Tại thiên nhiên, cây đang bung mầm mạnh luôn. Nói chung là do nhà vườn đánh luôn bầu đất rinh. Đó, nó nặng tí xíu nhưng mà cái cây nó chất lượng nó an toàn. Còn nhiều chỗ người ta chỉ nhổ, người ta vũ bầu á, là cái tỷ lệ hao nó rất là cao. Còn bên mình á, là nói chung là cũng có tỷ lệ hao nhưng mà nó chiếm cỡ tầm 5-10% thôi, không có nhiều. Đó. Đây, cây thứ hai này, một cốt, hai thân, form thiên nhiên. Đó. Cây này cao chắc tầm 2m hơn. Rồi, cây thứ ba này, cây thứ ba một cốt. Cây cao cái này cũng tầm 2m5 đó nha. Cao cũng tầm 2m5. Rồi, cây thứ hai. Cây thứ tư này. Cây thứ tư này. Tàn thiên nhiên này, rất là đẹp luôn. Cây này cao có tầm 2m. Cây thứ năm. Cây thứ năm thì một cốt, ba thân. Cao cũng tầm 2m đó cả nhà. Cây thứ sáu này, một cốt, form thiên nhiên. Cao cũng tầm 2m. Cây thứ bảy, một cốt, ba thân. Cũng form thiên nhiên, cao cả tầm 2m. Đó. Mình xem ưng ý cây nào thì cứ đánh dấu lại, gửi qua cho nhà vườn luôn nha. 0944705537. Rồi cây thứ 2, 4, 6, 7, 8. Cây thứ 8 này. Cây thứ 8 này cũng rất là duyên luôn nha. Mấy cái này thì mình trồng công trình hoặc là trước cổng hoặc là theo rào rồi cũng rất là đẹp. Nói chung mình trang trí ở giếng trời rồi cũng rất là ok luôn nha. Cây thứ 8 cũng cao có tầm 2m. Cây thứ 9 tầm 2m5 cả nha. Nè. Cây 9 nè. Hoành thì cỡ tầm 20 trở lên. Cây thứ 10 này, cây thứ 10 thì cao có tầm 3m, hoành hoành gốc 35, hoành gốc là hoành gốc trên thôi chứ còn hoành gốc dưới thì cỡ tầm 40 40 mấy lận. Đó. Rồi nhà mình cứ xem tham khảo nha. Nếu mà mình có nhu cầu về số lượng bằng lăng tím lá nhỏ, tông cao thiên nhiên, công trình thì cứ ủng hộ nhà vườn luôn nha. Đó, nhà mình cứ xem tham khảo nha. Tính. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Cây rất là đẹp. Cái này nói chung là nhà vườn giao lưu là bao sống hết toàn bộ nha. Nhưng mà về mình chăm có tâm. Tại vì cái hàng này là bên nhà vườn tuyển chọn cây rất là kỹ. Và đánh luôn cái bầu đất rin đó. Chứ không phải là vũ bầu như ở những cái nhà vườn khác đâu. Tại vì họ sợ nặng. Nhưng mà nó đi đôi với lại cái chất lượng nó không có ấy. Còn nhà vườn mình thì chấp nhận nặng một chút xíu nhưng mà 10 cây là hết 10 cây. Rồi nó rất là ổn định. Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Đó, cây này. Mình có mẫu được 10 cây. Đó thì rồi có những cái hàng mà nó dạng nhiều thân nữa nha. Đó, ví dụ như một cụm liền. Một cụm liền nhưng mà nó tầm 10 thân, 5 thân, 7 thân nó liền với nhau ở dưới mặt đất nó lên một lần cũng có luôn nha. Không nhất thiết là cứ một thân này đâu. Đó. Nhà mình muốn mấy thân cũng có luôn. Đó. 10 thân, 20 thân thì nhà vườn cũng có thể cung cấp được luôn nha. Rồi nhà vườn rất cảm ơn cả nhà mình. Và hẹn gặp lại nhà mình ở những video gần nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên mới về luôn nha. Lũ vách âm thân móc đầu luôn. Cây này có mã số là 250, hoành gốc mình đo được chỗ đây, chỗ cái vòng eo đây là 115, cây cao là 69 tính từ mặt bầu nha. Bầu ươm hiện tại là 80 x 50 đế trải ra đây luôn.
Phôi này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 900k bao ship luôn nha. 900k bao ship. Bằng lăng tím lá nhỏ. Móc đầu luôn, rất đẹp. Ở mặt sau nó có lũ quách luôn nha. Lũ này, rễ ở trên này nó ăn xuống đây luôn, nó theo đây nó ăn xuống luôn nha. $900 bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm bằng lăng tím lá nhỏ, form thiên nhiên, liền cốt luôn nha. Cụm rừng liền cốt luôn. Cụm này có mã số là 251, tổng hoành cụm là 190. Cây cao tính từ mặt bầu là 80. Bầu ươm hiện tại là 95 x 70 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2,5 triệu bao ship luôn. Cầm liền cốt nha. Này khoảng hai người khiêng. $2,500 bao ship. Cây có hốc lũa rồi đầy đủ luôn nha. $2,500 bao ship, 2,5 triệu nha. 2,5 triệu bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ lũ quách âm thân, dạng cụm liền cốt nha. Cụm lũa liền cốt. Cụm này có mã số là 252, tổng hoành là 147, cây cao tính từ mặt bầu ươm lên trên ngọn là 46. Bầu ươm hiện tại là 75 x cho 40 nha. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 1,2 triệu bao ship luôn, 1,200k bao ship nha. Cây bao sống cho mình yên tâm, nhưng mà với điều kiện là mình phải chăm có tâm nha. Chứ còn về mà mình chăm bỏ bê rồi xong rồi mình bắt nhà vườn đền thì cũng rất chi là tội nghiệp. Cầm liền cốt luôn. 1,2 triệu bao ship. Có nụ ở đây luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên liền cốt luôn nha. Phôi này thì phần đây lũ nhưng mà mặt sau nó vẫn là mặt sống nha. Ở này thân sống, thân sống. Phôi này có mã số là 253, tổng hoành gốc là 115. Cây cao tính từ mặt bầu ươm lên trên ngọn là 60, bầu ươm rộng nhất là 60 luôn nha. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn. Cây bao sống nha mình yên tâm. Miễn là mình chăm có tâm là ok thôi. $600 bao ship, 600,000 nha. Cây có lũ quách âm thân luôn. Móc đầu luôn đó nha. 600k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ khủng vip luôn nha. Phôi này có mã số là 254, tổng hoành là 190, cây cao đến
cây cao tính từ mặt bầu ươm lên trên ngọn là 94. Bầu ươm hiện tại là 90 nhân cho 55 nha. Phôi này cũng khá là khủng. Nói chung cây này hai mặt đều đẹp nha. Mặt đây là mặt không lũ. Đây, mặt đây cũng khá là VIP đây. Lũ nè. Đế ngậm đá luôn. Lũ âm thân luôn nha. Lũ này là lũ thép nha. Phôi này nhà vườn xin giao lưu là 3,5 triệu bao vận chuyển nha. Rất là VIP luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Phôi khủng đẹp. Nói chung mấy cái đồ này mấy đồ sót lại coi nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi, mình lấy cái màn đây mình kéo ra một cái cho khán giả xem cái mặt này cho nó đẹp, cho nó rõ hơn nha. Đó, sẵn mình dang lên cái đây cho nó rõ hơn. Đó, đây nè. Wow, rất là đẹp. Mình xem tham khảo nha. Rất là đẹp luôn. 3,5 triệu bao ship. Chỉ là mềm luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên VIP luôn nha. Rừng liền cốt luôn. Cây này có mã số là 255. Có tổng hoành gốc là 252, mình tính 250 đi. Chiều cao tính từ mặt bầu lên đến ngọn là 80. Bầu ươm hiện tại là 110 nhân cho 85 nha. Phôi này thì lũ âm thân VIP luôn nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 3,8 triệu bao ship. Cái này cây khủng nha, đế nè. Hóc lũ nè. Lũ âm thân. Mót đầu luôn. Cái này 4 người khiêng nha. 3,8 triệu bao ship. Rồi mình ra mặt sau nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ lũ vách âm thân VIP luôn nha. Cây này có mã số là 256. Tổng hoành gốc là 196. Cây cao là 114. Tính từ mặt bầu đến ngọn là 114 nha. Bầu ươm rộng nhất hiện tại là 85. Phôi này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 3,5 triệu bao ship. 3,5 triệu bao vận chuyển nha.
hộ nhà vườn luôn nha. Chứ để em gái mưa kia giăng màn rất là tội nghiệp. Thôn nữ chứ. Thấy ekip của nhà vườn rất là ăn rơ luôn cả nha. Đó, rất là ăn rơ luôn. Mót đầu luôn nha. Đến nở mót đầu luôn. 3,5 triệu bao ship. Rồi nhà vườn, xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân, mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ khủng nha. Cây này khoảng 6 người khiêng. 6 anh em thợ rừng đó nha. Chứ còn dân văn phòng thì khiêng không nổi đâu. Cây này có mã số là 257. Hoành gốc là 220. Cây cao là 130. Bầu ươm hiện tại là 95 nhân cho 70 nha. Cây đang bung mầm. Cây rất là khỏe luôn. Cây này nếu như mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0944 705 537 nha. Sau đó thì mình gọi là sẽ gặp bà xã của Sơn. Tại Sơn hay đi làm ở vùng mắc sóng á, cho nên là cứ liên hệ với bà xã của Sơn là ok thôi. Rồi chuyển mấy cây này, mấy cây hàng sót nha cả nhà, mót đầu luôn. Cây đang rất là khỏe luôn nha, liền cốt luôn, rất là khủng. Này lên cái chậu chân quỳ nữa vip luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân, mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ vip nha. Cây này có hoành, có cái hoành ở dưới đây nè, ngay chỗ cái eo đây nè, eo dưới đây á là 200, còn cái eo trên đây nè, eo nhỏ trên này nè, là 153. Cây cao là 75 tính từ mặt bầu ươm. Bầu ươm hiện tại là 113 nhân cho 90 nha. Cây này có mã số là 258. Cây này khá là vip nha, có mắt thần luôn. Đây. Mắt thần nè. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 3,5 triệu bao ship nha. Thân chảy cuộn rất là đẹp. Cây bao sống nha, mình yên tâm luôn. Ba triệu rưỡi bao hoàn chỉnh. Rồi mặt này thì có lỗ âm thân, có cái đuôi rễ đây rất đẹp, đuôi rễ nó rất là quái luôn nha. Lỗ âm thân. Phôi này thì nó kẹt đá nha. Kẹt đá nhiều người lấy không được á, nhưng mình thì mình kiên trì hơn, mình lấy được. Nói chung là hoàng sự tùy duyên nữa cả nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.
Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá trung nha cả nhà. Cây này rất là khỏe luôn, đang bao da này. Cái này về mình ghép tường vi hoặc là bằng lăng thái gì vô ok luôn nha. Còn mình không thích thì mình để rin thôi. Cây này có mã số là 259. Tổng hoành là 142. Cây cao là 60. Bầu ươm hiện tại là 80 nhân cho 50. Nó ở dạng cụm liền cốt luôn nha. Thân cốt đặc luôn. Cái này rất là nặng. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 2 triệu bao ship nha cả nhà. Cây bao sống nhà mình yên tâm luôn. Cái này về mình nó đang bao da như này mình ghép bo luôn cũng được. Ghép áp vô trong da, mình tách da ra mình nhét bo vô luôn. Rồi cây nó phát luôn nha. Hoặc là mình nuôi sau này mình thích ghép chỗ nào thì mình ghép thôi. Tùy theo. 2 triệu bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.